Chào quý vị phụ huynh và các bạn. Thì hiện tại có lẽ cái điểm hay nhất của trường Đại học Đông Á, tức là khi các bạn sinh viên vào năm 1 thì các bạn đã có được cái sự lựa chọn là các bạn học ngôn ngữ là tiếng Anh hay là tiếng Nhật hay là tiếng Đức hay là tiếng Hàn, để có thể các bạn có cái định hướng cho cái việc đi trong học tương lai của mình. Ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi các bạn có ý định sang Nhật thì các bạn đã có được cái sự chuẩn bị từ năm 1. Đó là điều mà mình nghĩ là đây là trường đại học duy nhất hiện tại cho cái khối không chuyên về ngoại ngữ có thể thực hiện được. Đó là điều đầu tiên mình chúc mừng Đại học Đông Á đã có những cái bước chuẩn bị từ cách đây là 3 năm đến 4 năm, chứ không phải là ngày hôm nay nói chuyện ở đây là các bạn đã có được những lợi thế như thế. Trình đào tạo chúng tôi ngoài tiếng, chúng tôi còn có thể có thêm cái việc đào tạo về kiến thức, đào tạo về các kỹ năng. Và nhiều cái doanh nghiệp Nhật Bản, các bạn đến Đông Á các bạn sẽ thấy là rất là nhiều phòng lab của Đông Á có sự tham gia của các cái đơn vị Nhật Bản. Và các bạn có thể thấy rằng đó là chính những cái chuyên gia Nhật Bản sẽ sang đây dạy các bạn vào năm 2, năm 3 để làm gì? Để giúp các bạn sang bên đó các bạn hòa nhập vào một cái môi trường làm việc công nghiệp. Thì đây là những cái điều kiện mà tôi nghĩ là thành công để mà giúp các bạn. Đầu tiên là các bạn sẽ có được một cái trải nghiệm tại Nhật Bản để trước khi các bạn quyết định cuối cùng là làm việc tại Nhật Bản. Thì cũng đây là những cái điểm mạnh mà mình nghĩ là Đại học Đông Á là một trong những cái đại học mà đang được rất là nổi tiếng tại Nhật Bản ở những cái điểm này. Cách đây một tuần thì là hiệp hội các cái doanh nghiệp ô tô tại thành phố Osaka với hơn 4.000 doanh nghiệp đã đồng ý làm việc và ký kết với trường Đại học Đông Á để tiếp nhận hàng năm trong năm 2020 này là 100 sinh viên ngành ô tô sang Nhật để đầu tiên là các bạn sẽ trải nghiệm chương trình thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản. Tức là các bạn thay vì đi thực tập tốt nghiệp tại các cái cơ sở doanh nghiệp trong nước thì các bạn sẽ thực tập tại chính những cái công ty ô tô, những cái cơ sở bảo trì, những cái cơ sở bảo hiểm tại Nhật Bản để các bạn làm một năm. Và sau khi các bạn tốt nghiệp về xong thì các bạn sẽ được quay lại Nhật Bản theo hai diện. Diện thứ nhất đó là diện kỹ sư. Và kỹ sư thì có nghĩa là các bạn sẽ được trả lương ngang với lương người Nhật. Các bạn sẽ được các cái chế độ là làm việc như người Nhật Bản. Các bạn có thể cưới vợ, các bạn đưa vợ mình sang bên đó làm việc, và các lương của các bạn, và các bạn ở lâu dài tại Nhật Bản. Và diện thứ hai là diện theo cái chính sách lao động có tay nghề chất lượng cao mà Nhật Bản vừa mới thực hiện trong năm nay. Và tất cả các chính sách này các bạn đều đi trực tiếp, các bạn không cần phải qua các công ty xuất khẩu lao động. Giống như chúng ta hay nói là đi làm nhập việc ở Nhật Bản thì chúng ta phải qua nhiều công ty và tốn nhiều môi giới, mà ở đây các bạn có thể trực tiếp được tham gia chương trình của nhà trường, sau đó các bạn về các bạn đi dưới dạng là kỹ sư chất lượng cao. Và điều kiện để tham gia chương trình này là gì? Rất là đơn giản, các bạn vào trong Đại học Đông Á các bạn học đúng 3 năm theo cái chương trình đào tạo tiếng Nhật của nhà trường thì các bạn đã đủ điều kiện. Đó là trình độ tiếng Nhật các bạn hơn N4 và các bạn sang. Thì trong 1 năm tại Nhật Bản thì phía Nhật Bản sẽ vừa đào tạo tay nghề cho các bạn, vừa đào tạo các bạn đạt đủ trình độ tiếng Nhật N3. Thì sau khi các bạn quay về lại thì các bạn đủ hoàn toàn điều kiện để các bạn sang Nhật làm với diện là kỹ sư. Thì đây là những cái chính sách mà tôi nghĩ rằng là Đại học Đông Á rất là hay, và đặc biệt là hiệp hội các doanh nghiệp ô tô bắt đầu từ Osaka trong năm sau sẽ triển khai tại Tokyo, và cái số lượng tiếp nhận năm sau là 200, và trong năm 2022 trở đi thì hàng năm tiếp nhận từ sinh viên Đông Á là 500 sinh viên. Thì đây là những cái ký kết quan trọng về ngành ô tô, và chúc mừng các bạn cái thời điểm hỏi của các bạn rất đúng thời điểm mà chúng tôi đang triển khai cái chương trình này. Chúng tôi có thể bổ sung thêm một số các con số cho các ngành. Bên cạnh ngành ô tô ấn tượng như thế, phải nói là ngành điều dưỡng là cũng khoảng 300-400, đặc biệt là ngành khách sạn, nhà hàng có thể đến lấy 500-600 chỗ làm. Rồi kể đến trước mới đây nhất là ngành xây dựng cũng được ký với cái hiệp hội xây dựng tại Nhật, và trước mắt thì sẽ năm nay sẽ lấy 10 em và sang năm sẽ lấy cử 100 em rồi, và tiến là nói nhanh. Cũng có thể đấy, kể đến ngành công nghệ thông tin là ngành rất là hot tại Nhật, và chúng tôi cũng đang tiếp tục để thúc đẩy cái ngành và cái ngành điện. Hiện giờ tôi đã ký với Hitachi có thể là nhận 100 em một năm. Hitachi là có một cái hệ thống phát điện dự phòng trên toàn nước Nhật với 1.800 điểm phát điện và đang hợp tác với chúng ta. Chưa nói đến 7-Eleven sắp tới đây sẽ xây dựng một cái phòng skill lab để vừa huấn luyện, và McDonald's cũng đang tính đến chuyện này. Cảm ơn em. Thì hiện tại thì chính phủ Nhật đang chắc là các bạn cũng biết là hiện giờ Nhật Bản đang đối mặt với cái vấn đề là thiếu hụt nguồn nhân lực để làm việc. Tuy nhiên không phải bất cứ ai cũng có thể sang Nhật Bản làm việc, bởi vì Nhật Bản bây giờ đang yêu cầu cái nguồn nhân lực đó phải có chất lượng. Chất lượng đây được định nghĩa đó là các bạn sẽ được đào tạo bài bản và các bạn phải có một cái nền tiếng Nhật cơ bản để mà sang làm việc tại Nhật Bản. Thì hiện tại cái chính sách visa của Nhật Bản thì các bạn gần đây các bạn tìm hiểu thì sẽ có một cái loại visa đó là mang tên đó là visa đặc định. Thì cái loại visa này là dành cho những bạn có tay nghề và có trình độ tiếng Nhật N4, đồng thời là visa kỹ sư, tức là cái loại visa các bạn có thể sang làm việc giống như là người Nhật. Và đặc biệt để thúc đẩy được hai loại visa này thì Nhật Bản đang tiếp tục
làm việc với lại các cái trường đại học để thúc đẩy cái visa gọi là visa internship. Ở đây thì có bạn Hằng cũng là một trong những sinh viên đầu tiên của Đại học Đông Á đi theo dạng visa internship. Internship có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong thời gian các bạn học ở tại đại học, thay vì các bạn sẽ đi thực tập tại các doanh nghiệp tại Nhật, tại địa phương, tại đất nước của các bạn, thì các bạn sẽ được cái cơ hội thực tập tại Nhật Bản và các bạn được tính cái số tín chỉ các bạn như là thực tập tại trong nước. Đây là cái cơ hội để giúp đỡ các bạn có thể trải nghiệm Nhật Bản và các bạn có thể nâng cao cái năng lực tiếng Nhật của mình để chuẩn bị cho hai cái loại visa sau. Và cũng muốn thông báo một tin vui với các bạn là các cái visa đó thì khi các bạn đủ điều kiện thì các bạn có thể làm visa và sang Nhật. Các bạn không cần phải qua bất cứ một cái đơn vị môi giới nào, và đặc biệt ở đây là trường Đại học Đông Á sẽ trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp để các bạn sang làm việc tại Nhật.